Vâng. Kính thưa quý vị, chắc quý vị trong tuần vừa rồi đều thấy TV chiếu trên toàn quốc Hoa Kỳ. Ba cái thứ ăn cơm dùng mỡ nó đều đi kéo ra, nó phá, nó biểu tình. Và nó đến cả các nhà thờ, như là một nhà thờ Boulder, Colorado, đã bị chúng lấy sơn, nó xịt, nó treo lên, nó sơn lên tường, nó vẫn câu hỏi là đừng có đụng đến thân thể của chúng nó. Ba cái con quỷ nó ăn chơi cho nó sướng xác mà nó không chịu trách nhiệm. Xong rồi chúng nó kéo đến nhà của các vị thẩm phán. Alito dẫn John Roberts phải đi trốn. Rồi cô Schultz, Kavanaugh, Barrett đều bị chúng nó phản đối một cách thậm tệ. Chưa bao giờ, chúng tôi đã thưa với quý vị nhiều lần, bây giờ là cái thời kỳ, thời gian, thời đại của quỷ vương ra đời. Chúng nó là quỷ, chúng nó là súc sanh, chúng nó không phải là con người. Thậm chí mà chúng nó còn vào nhà thờ, chúng nó rằng là quý vị hãy cầm sâu chuỗi của quý vị ra khỏi thân thể của họ. Và ngay cả Kamala Harris là cái mụ cải trớn số 1 về VP của Hoa Kỳ, mụ còn tuyên bố rằng là chúng ta nên để cho đàn bà người ta lựa chọn tự do. Ngày mai họ sanh mà họ muốn phá đó là chuyện của họ. Nhưng mà khi mà ký giả hỏi tại sao khi một tên giết người, một người đàn bà mang bầu để bị kết án hai nhân mạng, mà đàn bà mà đi phá thai giết con mình thì lại không có tội, thì Kamala Harris câm miệng, không trả lời được. Giống như là cái mụ Jackson Brown mới được Joe Biden đưa vào đề cử làm tối cao pháp viện thẩm phán, mụ sẽ làm việc chính thức sau tháng 7 là cái kỳ họp mới của tối cao pháp viện. Mụ nói rằng khi ký giả hỏi ra tòa thượng viện phỏng vấn, thượng nghị sĩ hỏi bà một câu, bà định nghĩa thế nào là đàn bà, bà nói tôi không biết. Quý vị có thể tưởng tượng một người thẩm phán tối cao pháp viện mà không biết thế nào là đàn bà. Chỉ có cái thời của Joe Biden mới có cái thứ quỷ như thế. Thì trước đây giờ chưa bao giờ có một thẩm phán nào mà ra tòa người ta hỏi mà không biết trả lời. Mà chính khi y thị là một tên đàn bà. Cho nên thẩm phán Samuel Alito, thẩm phán Thomas Clarence đều tuyên bố rằng cái vụ phá thai là một cái vụ không thể chấp nhận được. Bởi vậy cho nên tòa án tối cao pháp viện giờ muốn trả lại quyền hạn cho các tiểu bang tùy nghi. Và nếu cái luật này mà được thông qua thì 26 tiểu bang của Hoa Kỳ do Đảng Cộng Hòa nắm, họ sẽ hoàn toàn chống đối cái vấn đề phá thai. Trong khi Dân Chủ bây giờ họ còn cho tiền thêm. Quý vị nhớ ngày hôm qua Gavin Newsom, thống đốc của tiểu bang California, tuyên bố là cái ngân sách tài khoá kết thúc vào ngày 30 tháng 6 này sẽ thặng dư vào khoảng 90 tỷ đô la. Trong 90 tỷ đô la đó, Gavin Newsom nói sẽ giúp đỡ cho những người homeless, giúp đỡ cho những người đàn bà phá thai tự do không tốn tiền. Khuyên các người đàn bà tiểu bang khác muốn phá thai cứ về Cali, sẽ được chính phủ tiểu bang này cấp tiền cho mà phá thai, ăn chơi sướng xác rồi giết trẻ con, không ai cấm. Quý vị đã thấy một tên thống đốc mà nói như vậy không? Một tên phó tổng thống mà nói như vậy không? Nó không còn cái tính người. Cho nên tôi gọi chúng nó là đồ súc sanh là như thế. Rồi đến bây giờ thì ông Alito tuyên bố rằng Thượng viện, tối cao pháp viện đang mở một cuộc điều tra xem ai là người đã tiết lộ những cái tin về một cái bản mà dự thảo để mà thay đổi cái vụ án Wayne Reid. Và ông John Roberts, chủ tịch tối cao pháp viện, đã ra lệnh điều tra trực tiếp. Đến giờ này họ đã chưa kết thúc, và có nhiều nguồn tin cho biết rằng đây là thư ký của mụ Alito, Sotomayor, xin lỗi, là mụ thẩm phán người Mexico. Và họ không phải là vô tình họ tiết lộ, mà đây là một cái chủ trương tiết lộ để muốn phá hoại cái nền an ninh của Hoa Kỳ. Cho nên đây là một trong những sự kiện nước Mỹ đang cần phải chỉnh đốn. Rồi chúng ta đã có một bản tin nữa là của hãng thông tấn Reuters cho biết
lũ lụt đã cứu ngôi làng Ukraine khỏi sự chiếm đóng của Putin, quân Nga. Trận lụt có chủ đích tại ngôi làng nhỏ phía bắc Kiev đã tạo ra một bãi lầy, nhận chìm những căn hầm và cánh đồng. Tuy nhiên, trận lụt đồng thời cũng ngăn chặn được cuộc tấn công của quân Nga vào thủ đô của Ukraine, Kiev. Đây là một cái điều rất đáng để chúng ta hy sinh. Trong cuộc chiến tại thành phố Demidov, lực lượng của Ukraine đã xả một con đập từ sớm, khiến sông Irpin làm ngập ngôi làng và hàng nghìn mẫu đất xung quanh. Hành động này kể từ đó được cho là đã ngăn chặn được binh lính và xe tăng của Nga để chọc thủng phòng tuyến của Ukraine. Bởi vậy cho nên một cư dân tên là ông Volomov Antichuk, mới có 60 tuổi, ông cho biết rằng tất nhiên đây là một điều thật tốt. Bởi vì điều gì sẽ xảy ra nếu họ là lực lượng Nga có thể băng qua con sông nhỏ và sau đó tiến vào thủ đô Kiev? Rồi có một ông khác tên là Oleska Rybanko, 39 tuổi, cho biết là hơn 1/3 số cánh đồng của Ukraine đã bị ngập lụt. Khoảng 2 tháng sau, người dân trong làng vẫn đang sống chung với trận lụt. Họ sử dụng những chiếc thuyền bơm hơi để di chuyển chung quanh, trồng hoa và rau trên bất cứ khoảng đất khô nào còn lại. Các khu đất ngập nước trở thành sân chơi cho trẻ em. Cuộc xâm lăng của Nga hiện bước sang tháng thứ 3 đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn dân thường, khiến hàng triệu Ukraine phải chạy trốn đi các thành phố khác lánh nạn. Mạc Tư Khoa gọi hành động của mình là một hoạt động quân sự đặc biệt nhằm giải giáp vũ khí của Ukraine và bảo vệ nước này khỏi phát xít. Quý vị đã thấy Cộng sản nó ngoan cố và nó lì lợm. Đến giờ này nó giết chết hàng trăm ngàn người ở bên Ukraine mà nó vẫn bảo đây là một cuộc bảo vệ dân Nga khỏi cái sự đè bẹp của phát xít mới. Nó nói nó không biết xấu hổ. Cái bọn Cộng sản tôi phục nó có một cái, nó biết sai mà nó vẫn nói. Giống như cái bọn can ngố bằng tàu bay của cách mạng, người ta leo lên ở trên mây, người ta núp ở trong bóng mây rồi đợi tàu bay của Mỹ tới, người ta mở cửa qua bắt phi công đem xuống Hà Lò Hà Nội. Mà nó nói được, mây mà tàu bay của cái bọn can ngố nó đậu không dứt. Bởi vậy nó đem vào miền Nam nó lấy cá nó đánh vậy xong rồi làm thịt bỏ vô trong cái bồn cầu, nó giật nước chảy đi hết rồi nó chửi thề. Cái bọn ngụy quân ngụy quyền theo liếm quất dày của Mỹ mà vẫn còn phản cách mạng. Thì bây giờ đến lượt Zelensky, tổng thống của Ukraine, nói rằng là cái bọn lính Nga này nó mọi dở, cái bọn cộng sản này nó mọi dở, nó man di mọi dở. Đến cái nhà cầu mà nó cũng tháo ra, nó đem cho vào thùng, nó gửi về nước Nga. Vậy là nó chưa thấy cái nhà cầu ở bên nước Nga. Chủ nhật vừa qua ngày 15 tháng 5, Nga đã tấn công các vị trí phía đông Ukraine, nhưng cuối cùng đã thất bại. Và giờ này, quân Nga đã bị đẩy lùi về đến biên giới cách Kharkiv hàng trăm cây số, cho nên chúng không có còn hy vọng để có thể bắn phá lãnh thổ thủ đô của Ukraine. Rồi chúng ta có một bản tin nữa, đó là bản tin công nhận cái thời này chúng ta đang hết thời. Quý vị biết rằng là Trung Đông là cái bọn khủng bố của Iran yểm trợ như là Hezbollah ở bên Liban, như là bọn Hamas ở bên Palestine và Mujahideen ở bọn gần Taliban. Hôm nay có cái tin rằng cái cuộc bầu cử ở thủ đô Liban, Lebanon cho thấy rằng phe Hồi giáo khủng bố đã mất đi 12 ghế ở Thượng viện. Hezbollah giờ này đã mất đi tính cách gọi là đa số ở Thượng viện. Dân của Liban bây giờ họ đã chán ghét cái bọn khủng bố Hezbollah do tụi Iran yểm trợ. Và cái người mà sẽ trở thành thủ tướng tới đây là một người independent candidate, là một người ứng cử viên độc lập, không có đảng phái Hồi giáo. Vì thế cho nên dân chúng của Liban họ đã thay đổi đường lối, yểm trợ không còn cho cái bọn Taliban,
không còn cho cái bọn Hezbollah, không còn cho cái bọn khủng bố của Hồi giáo. Và họ đòi Hezbollah phải disarmament, tức là phải tước vũ khí, giải giới để cho có thể hội nhập vào quốc gia của Liban. Và quý vị biết rằng là phát ngôn viên của văn phòng thủ tướng Liban là cô Maha Yahya. Cô ta làm việc từ năm 2009 với tụi Hezbollah. Giờ này cô tuyên bố nếu Hezbollah mà thành công để trong cuộc đề cử mới, cô ta sẽ từ chức, bởi vì cô ta đã chán ghét cái lối sống khủng bố của cái bọn Hồi giáo Hezbollah. Rồi chúng ta lại có một nguồn tin nữa là quý vị có biết rằng là cái tất cả các cuộc chiến mà do Cộng sản nó đánh không bao giờ nó đem lính nó về nhà. Lính mà bị thương là nó xịt luôn. Câu chuyện xảy ra cho một cái bản nguồn tin là người ta có một cái video tình báo thu được của một tên đại tá của Nga đã đi vòng quanh kiểm soát sau cuộc chiến hết 20 tên lính bị thương, nó giết hết. Xong rồi nó cho vào những cái loại gọi là mobile cremation. Nó đi đánh giặc mà nó đem theo cái lò thiêu để cho nó phi tang. Và nó đưa mấy cái tên lính nó bắn chết đó, đang bị thương không cứu mà còn bắn chết xong rồi cho vào thiêu. Đây là một trong cái sự bất nhân của Cộng sản. Cho nên tôi gọi ba cái tên cán ngố Cộng sản là cái đồ súc sinh là như vậy. Kính thưa quý vị, là một lần nữa tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.